ở trên đặt cái gì? Và max bằng AB. AC lớn hơn max thì max bằng AC này. Tiếp, nếu if BC lớn hơn max, rồi này đúng không? 1, 2, 3, tổng lớn nhất là 5 đúng không? Đúng không? Đây là cái đáp án của chúng ta Phương nhá. Nghĩ kỹ cả, phải có logic ra chứ không phải là viết tùm lum như vậy mà chạy thôi nhá, không chạy đâu. Có cần comment không? Đây là tính tổng này, tính tổng của hai số, sau đó gán cho biến. Đây là tạo biến max. So sánh max với AC. So sánh max với BC. Đây là thì bây giờ có hiểu không? Rồi, đấy là bài 1. Còn bài 2, để coi nào. Bài 2 các bạn có nộp lên không hay là gửi vào đâu? Trên Facebook đúng không? K32B2. Đây không? Sao có mỗi mấy đứa nộp này? Lê Hoàng Skateboard. Gì đây? Làm gì đây? Lưu cả cái file của nó về à? Ui dồi, cái này chạy sao? Ngọc Anh. Ui dồi, các bà không, các bà làm gì vậy? Chụp ảnh cơ mà. Thế như này này, thế nào? Nền mờ rồi, không nhìn thấy gì rồi. Đọc. Mày làm gì đây? Cũng vậy à? À, đây bài 1. Đúng rồi. Mày chẳng nhìn thấy gì. Xem nào. Úi dồi, bắt đầu nhập thông tin ép kiểu tính delta sai. Hướng tư duy thì đúng nhưng mà em vẽ sai. Ồ, ok, để nha, tôi sẽ vẽ lại lên bảng nhá, để chúng ta đi check lại em vẽ như vậy đúng hay sai. Bởi vì cái biểu đồ tư duy của chúng ta ấy, nó cũng có những cái quy chuẩn riêng. Ví dụ như cái hình này, hình như này, đó là hơi hướng hình chữ nhật, xong có góc ấy, thì cái này là thể hiện được sự bắt đầu hoặc là kết thúc. Tiếp theo là cái hình này, cái này nó thể hiện được sự là thực thi một cái phép toán ở đấy. Cái hình chữ nhật như thế này nó thể hiện là hiển thị, hiển thị kết quả tương đương với cái alo của con số lọ của chúng ta. Còn cái hình này là thể hiện những cái ô dễ nhánh, ít nếu được chưa?
Đấy, toàn bộ cái flow flow chart này, cái này người ta gọi là flow chart. Biểu đồ luồng xử lý thì nó sẽ có các cái biểu, các cái hình như này. Chúng ta cứ thế dùng thôi. Thì ví dụ như trong cái bài đầu tiên ấy là bài giải phương trình bậc 2 à, thì chúng ta sẽ phải vẽ như thế nào? Đó, vẽ như sau. Đầu tiên là bắt đầu này. Start. Sau đó kéo xuống là nhập A, B, C. Sau đó kéo xuống tiếp là ép kiểu. Tiếp theo là gì? Tính nhân ta. Này đúng không? Sau đó tôi sẽ vẽ lùi lên trên này nhé. Nếu mà đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra là delta lớn không, đúng nhá? Nếu mà đúng chu, đúng nhá? Thì chúng ta tính tiếp x1 phải x2 và hình chữ nhật là hiển thị, đúng nhá? Nếu mà sai false, đúng nhá? False thì chúng ta sẽ phải là tính gì? Lại kiểm tra tiếp delta bằng không, đúng chưa? Nếu mà đúng, nếu mà đúng true thì chúng ta tính x rồi đúng không? Tính x và sao hiển thị như này hình chữ nhật, đúng chưa? Nếu mà ở đây là sai false thì chúng ta sẽ là hiển thị luôn là vô nghĩa. Được. Sau đó ba thằng này đều trỏ đến cái hành động đó là kết thúc end như này được không? Được chưa? Do cái bảng nó hơi ngắn nên tôi phải vẽ là từ này bằng các bạn xuôi xuống, được không? Thế cho hình dung có chưa? Ghi vào làm xong một luyện có những cái hình mũi tên như này để thể hiện là sau bước đấy thì đến đâu. Các bạn nào đúng không? Đúng đưa tay. 1, 2, 3. Các cái này họ. Các cái ô này đấy. Cũng được. Rồi, 4 bạn đúng. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nào sai thì lần sau có hỏi các bạn như thế này bởi các bạn có kinh nghiệm. Để chỉ cho mình. Sai ý tưởng, sai hình này thì được. Bởi vì các bạn sẽ phải học theo thời gian, nhưng mà sai thì tư duy là các bạn phải xem lại. Không có biểu đồ này chúng ta rất khó làm, được chưa? Ngày xưa đi học tôi cũng vật vã cái này suốt rất bao lâu. Xong nhớ, để sang bài khác. Bài thứ hai là bài gì nhỉ? Bài hai là bài tính cái gì nhỉ? Tam giác à? Tam giác hôm trước tôi vẽ rồi, còn bài nữa là bài gì? Min max. Rồi. Xong này nhớ. Nếu là đúng rồi thì chép làm gì nữa? Được chưa? Xong chưa? Tiếp. Bài tính min max nhá. Min max của chúng ta có bắt đầu này, xong đến cái gì? Đến cái gì? Nhập ABC. Xong đến cái gì? Ép kiểu. Xong sao nữa? À? Min khoảng A. Sau đó đến cái gì?
nào? Kiểm tra min. Nếu mà min có nhỏ hơn b hay không? Được. Nếu mà sao? Đúng, trung. Thì sao? Tôi thích min nhỏ hơn b. À đây mắc mắc mắc, xin lỗi các bạn, đây là mắc. Mắc. Mắc nhỏ hơn b. Nếu mà sao? Nếu mà mắc nhỏ hơn b thì mắc bằng b. Đúng chưa? Nếu mà sai thì sao? Sai thì sao? Mắc sai hay đúng? Đều tiếp tục đến cái này. Đều tiếp tục đến cái kiểm tra mắc nhỏ hơn c đúng không? Đúng chưa? Nếu mà đúng tiếp chu thì sao? Mắc bằng c. Nếu mà sai thì sao? Sai hay đúng thì đều phải tìm ra kết quả đó để tìm mắc. Đúng chưa? Sau đó chúng ta kết thúc. Đúng chưa? Đấy, chúng ta nối nó vào min này, nếu mắc này. Nếu mà cái min, cái mắc này chúng ta nhỏ hơn b thì chúng ta phải xét mắc bằng b, sau đó là tiếp tục kiểm tra tiếp mắc với c, đúng chưa? Sau đó nếu mà đúng, nếu mà mắc nhỏ hơn c thật thì phải gán lại mắc bằng c, còn nếu sai thì cũng vẫn hiển thị thôi, đúng chưa? Sau đó là kết thúc. Được chưa? Phần này nó rất là ít bài tập bởi vì nó cũng chẳng có cái gì nhiều để chúng ta luyện tập cơ. Đó. Bây giờ có một bài toán tiếp theo nhá. Nào, tôi cho bài tập tiếp này. Chúng ta có bài tập như sau. Nhập mức lương của một người, yêu cầu nhập số nhá, là số bất kỳ. Chúng ta lấy đơn vị là ví dụ như nhập số 9 thì là 9 triệu thôi, được chưa? Số 9 thì là 9 triệu, còn số 10 thì là 10 triệu, được chưa? Nếu lương của họ này dưới, nếu lương của họ dưới 9 triệu thì không mất thuế. Nếu lương trong khoảng từ 9 cho đến 15 thì họ sẽ mất thuế, phải đóng thuế. Đóng thuế là 5% trên tổng cái số tổng, đóng thuế 5% trên cái số lương trừ đi 9 triệu. Ví dụ lương của họ là 10 triệu, được chưa? Lương của họ là 10 triệu thì họ phải đóng thuế 5% trên 1 triệu. Hình dung không nhỉ? Có hình dung không? Đây là bài toán thực tế đấy nhá. Bài toán tính lương thực tế đấy. Bọn tôi bây giờ phải đóng lương như vậy đấy. Đây. Nếu mà lương của tôi là 11 triệu chẳng hạn. Đúng nhá? Lương của tôi là 11 triệu. Thì tôi phải đóng cái số thuế 5%. Nhưng mà 5% của cái 11 trừ 9 tức là 2 triệu. Đúng chưa? Hiểu vấn đề không? Nếu mà lương của tôi là 15 triệu thì tôi vẫn phải đóng 5%, nhưng mà trên số tiền là 15 trừ 9 tức là 6 triệu. Đúng chưa? Thì chúng ta có khoảng từ 9 đến 15 triệu này thì là bằng 5% thuế, 5% thu nhập, được chưa? Đây gọi là cái số từ bảng lương trừ 9 gọi là khoản thu nhập chịu thuế, được chưa? Còn cái khoản 9 triệu đổi thành 0 triệu thì chúng ta không mất thuế, được chưa? Tiếp nhá, nếu mà lương họ từ 15 triệu cho đến 30 triệu thì họ sẽ phải đóng thuế 10%, được chưa? Mà trên lớn hơn 30 triệu thì người ta phải đóng thuế là 15%. Bây giờ chúng ta nhập một số lương bất kỳ vào, tính tổng số tiền mà người ta phải đóng thuế.
Ví dụ lương của tôi là 25 triệu. Đúng chưa? Thì tôi phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Sai. Sai. Tôi phải đóng thuế như thế này, tôi phải đóng thuế từ 15, lấy 15 trừ 9 bằng 6 nhân với lại 0,5%. Đúng chưa? Tiếp theo tôi lại lấy từ 25 trừ đi 15 bằng mấy? 10 nhân với 0,1%. Sau đó ví dụ như cái này bằng 6 nhân 0,5 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 300.000 đúng không? 300k đi. 10 triệu nhân với 100 này là bao nhiêu? À không, khoảng 10% tức là 1 triệu. 1.000k. Thì tức là tổng số thuế tôi phải đóng là 1 triệu 300.000. Đúng chưa? Đấy, đây mới là cái bài toán tính thuế này. Hiểu bài toán chưa? Các bạn nào không hiểu không? Cần hỏi lại, hỏi luôn. Tức là số lương của tôi là 25 triệu. Đúng chưa? Thì cái nhá, tính này. Bởi vì lương của tôi cao hơn 15 triệu rồi. Đúng chưa? Tôi phải đóng cái số thuế từ 9 đến 15 triệu này là 6%. Sau đó tôi lại phải đóng tiếp cái số tiền từ 15 triệu cho đến số lương hiện tại của tôi thêm 10% trên tổng số tiền đấy nữa. Hiểu chưa? Đấy, sau đó là tôi cộng tổng của hai thằng bạn là ra số tiền, tổng số tiền tôi phải đóng thuế. Thì cái số tiền thực nhận của tôi là 25 trừ đi 1,3 thì là bao nhiêu? 2 này. Đấy, là bao nhiêu? Trừ đi 1,3, đây là 7 này. Đúng chưa? 5 trừ 2 bằng 3 này là 23 triệu 700. Đấy là tổng số tiền tôi thực nhận. Còn lại cái số 1,3 này tôi phải đóng cho nhà nước, đóng thuế. Hiểu chưa? Hiểu bài toán không? Không hiểu à? Ừ. Tính thuế không phải là tính số tiền nhận về mà là tính thuế. Làm đi, cứ nhát ra trước đã. Đầu tiên vẫn cứ là bước 1 là nhập liệu này, ép kiểu này, xong đến bước 2 là cái gì, bước 3 là cái gì? Thử nghĩ xem có cách nào giải không. Sau đầu tiên tôi sẽ thử viết cái cách giải của tôi ra xem chúng ta có từ đấy mà cốt được không.
tìm giải pháp, ông có tìm được không? Ô, cái này không có mạng, hôm nay không có mạng à? Thật là bậy bạ. Không có mạng thì ta cắm dây. Đúng rồi, đúng rồi, 30/15. Bài này vẫn giải được bằng ít nha.
Có nào có tìm được hướng giải quyết chưa? Đó, xong chưa? Vẽ thử nào. Ừ. Siêu đô cũng được hoặc là lâu trả cũng được, tùy. Đấy, cái kia, cái đấy không xóa đâu. Vậy đi. Để là tôi viết lại trên bảng. Cho hết công thức như này. Viết được béo rồi, dễ còn đủ bảng mà viết, không đủ đâu. Viết text thì không còn bôi hình đâu. Một bằng cái gì đấy? Một bằng lương là sao? Nhưng mà cái bên này là cho nào? Cái biến nhỉ? Em cứ cho cái biến lương là bằng lương. Cho cái biến lương đi, em kiểm tra. Đó đi, đọc này sai rồi. Viết đi, xem viết nào trước. Một thì bằng lương. À đúng rồi, đúng. 10% trừ đi lương trừ đi 10%. Rồi cứ viết đi. Chúng ta lương. Lương mà nhỏ hơn 30, lớn hơn 30. Gần như có mức 4 thôi. Đi ra. Đúng không? Như này có vẻ là đúng, nhưng mà có bạn nào dựa vào đây mà code được không? Cứ về chỗ đi. Bạn giải này thì nếu mà theo logic thì là cũng có vẻ hợp lý. Nhưng có dựa vào đây để mà code được không? Không code được, đúng không? Rất là khó luôn. Đúng nhá. Có bạn nào có cách khác không? Nào tôi giải nhá. Đây, tôi sẽ giải như sau. Bước 1 là nhập liệu này, nhập lương. Bước 2 là ép kiểu. Đúng chưa? Cái này không bàn cãi nữa nhá. Chúng ta sẽ có là nếu bước 3 kiểm tra, nếu mà lương mà lớn hơn hoặc bằng 30, lớn hơn 30 đi,
hơn 30. Đúng chưa? Thì thuế nó sẽ bằng gì? Bằng gì? Bằng gì? Thuế bằng 15 chia cho 15 nhân với đi nữa lương trừ đi 30. Đúng chưa? Đây tôi gom hết toàn cái cục này vào. 15 trên cộng cái này này cộng với, đúng chưa? Cộng với cái gì? Bao nhiêu? Ở 15 từ từ chờ tí, tôi viết sai. Trên 100. Cái này trên 100. Đúng chưa? Cộng với bao nhiêu nữa? 10 nhân với bao nhiêu? 30. 10 nhân với lại 15 luôn. Đúng chưa? Bởi vì từ 15 đến 30, nếu mà nó trên 30 thì chắc chắn nó phải đóng thuế 10% trên bao nhiêu? Trên 15 triệu rồi. Đúng chưa? Chia cho 100 cộng tiếp với lại bao nhiêu? 5 nhân với mấy? 6 luôn chứ. Đúng nhá. Chia cho 100. Đây là ra tổng đúng không? Đúng chưa? Else tức là 4 này. Nếu mà lương mà nhỏ hơn hoặc bằng 30 triệu và lương lớn hơn bao nhiêu? 15 triệu. Đúng chưa? Nếu thỏa mãn cái này thì thuế nó sẽ bằng cái gì? Bằng cái cục bên này. Bằng cái cục bên này đúng không? Và tôi sẽ thay cái 15 này bằng bao nhiêu? Bằng cái lương trừ đi 15 cộng với 5% nhân 6. Đúng chưa? Tiếp theo, nếu mà sao? 5. Nếu mà lương nhỏ hơn 15. Đúng chưa? Nhỏ hơn bằng 15 đi. Và lương lớn hơn 9. Đúng chưa? Thì thuế nó sẽ bằng gì? Thuế sẽ bằng là 5 nhân với lại lương trừ 9. Lương trừ 9 trên 100 và 6 là 6. Sao nếu mà lương nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì thuế bằng 0. Sau đó là hiển thị. Đây là bước 7. Đúng chưa? Thế này có cốt được không? Cốt đi. Làm đi, nhìn gì nữa? Ô hay bọn này. Ngáo à? Hay là vẫn chưa hiểu? Ừ.
Tại đây có thể bị đủ đại lãng nhé. Cô trả lời có đôi gì không? Đấy là đấy ạ. Mà là sai rồi. Đối với đối với công pháp. Tại vì công nhân 5% như thế này. Đến 5% sai sao lại ít rồi đeo mà con này là đi nào cũng phát nào cũng phải đi như này à ma thuế bỏ cái đeo đi nó đứng xoáy hết cô này đi thì xóa đi xóa lúc cái dùng học đi cái dùng học này ma thuế bằng cũng được cho phải có gì được mai nữa, giỏi cũng một tay luôn mà. Chúng ta làm hai tay chứ còn ai thì một tay, hết chất. Đi ra đến cái sai 50 mà đầu có 1,8 triệu là tính sai sai rồi. Không biết. Biết vì sao tôi nói sai không? Bởi vì em đang biết điều này. Ít của em như này đúng không? Dạ. Em không có cái giống này đúng không? Nếu mà em để nha, nếu mà em không có cái giống này thì nó chỉ có tác động là nếu mà cái điều kiện này thỏa mãn chỉ một dòng ngay sau cái ít này nó được tác động thôi, hiểu chưa? Còn nếu mà em có cái cặp giống ngoặc này là tất cả những cái nằm trong cái cặp ngoài này nó mới chặn, hiểu chưa? Không biết là tôi nhìn đúng hay sai nhưng mà hình như là đang sai, kiểm tra kỹ lại xem. Mười lăm phần trăm của 20 triệu là bao nhiêu tiền? Là 2,7 triệu rồi đúng không? Kiểm tra lại xem biết đâu đúng không sai sao? 50 đúng không? Mình nhân thử nhá. Công thức đây rồi, vứt lên đây mà tính thôi. 50
Đây đúng không? Ồ, không có mặt. Năm mươi nhân với à đâu còn nhầm c năm mươi trừ đi 30 20 nhân với 0.15 bằng 3 triệu này. Đúng chưa? 3 triệu cộng với lại 10 ở đâu? 15 chứ, 15 nhân với 0.1 đúng chưa? 1.5 là 4 triệu rưỡi. Có vẻ đúng đấy. 6 nhân với lại 0.5 đúng không? 4 triệu 8, chính xác. À? Gì? Tính đúng chưa? Đúng không? Thế là đúng không? À, chúng ta cùng làm nhé. Đây, viết thì viết như này thôi, còn làm thì sẽ như nào. Và lương bằng chúng ta có va thuế bằng 0. Đúng chưa? Nếu lương mà tôi có cách giải khác, tôi không thích giải theo cách của cách tôi hướng dẫn các bạn, tôi giải. Tôi sẽ từ từ tôi giải theo cách của tôi cách hướng dẫn trước nhá. Nếu lương lớn hơn 30. Đúng chưa? Thì thuế nó sẽ bằng cái này. Đúng chưa? Nếu lương nhỏ hơn hoặc bằng 30 và lương lớn hơn 15 thì thuế nó sẽ bằng này. Nếu lương lớn hơn 9 và lương nhỏ hơn hoặc bằng 15 thì thuế nó sẽ bằng này. Còn lại là tôi không phải check cái trường hợp nhỏ hơn 9 nữa. Bởi nó không, nếu mà nhỏ hơn 9 lương bằng 0 thuế bằng 0 thì tôi có đây rồi. Tôi sẽ là alert ra số tiền thuế bạn phải đóng bằng. Đúng chưa? Chúng ta kiểm tra. Không phải cái bài này rồi. Rồi, lương của tôi là 15 triệu. Là tức là 300 nghìn. Đúng chưa? Nếu lương của tôi là 25 triệu, 1 triệu 3, lương của tôi là 50 triệu, thì nó bằng 4.8. Lương của tôi là 100 triệu, thì nó bằng 12.3 triệu. Đúng chưa? Ok, có cách nào giải ngắn hơn không? Bây giờ chúng ta giải theo hướng là kiểm tra từ trên xuống dưới. Đúng chưa? Thế nếu mà tôi muốn có cách giải khác thì sao? Có làm được không? Có cách nào khác không? Tôi muốn kiểm tra từ dưới lên. Có. Thử nhá. Một bài toán có rất là nhiều cách giải, không phải một cách giải. Chúng ta có nếu lương mà lớn hơn
À cũng không khác gì đâu, cách này là tối ưu nhất rồi. Nếu lương mà lớn hơn 9 nhỏ hơn 15. Đúng không? Cách này là tối ưu nhất rồi. Có bạn nào có cách giải khác không? Có một bạn đấy, mình nhìn thấy là bạn ấy giải theo 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 cách bạn ấy làm trên này này. Bạn có mức lương như sau, ví dụ mức 1. Mức 1 bằng cái này. Mức 2 bằng cái này. Và mức 3 bằng cái này. Bằng cái này. Sau đó bạn ấy kiểm tra, nếu mà lương bằng cái này thì bạn alert thẳng vào đây. Alert thẳng vào đây là cái gì đây? Ký lắm đấy. Anh mượn bút nào. Không có bút. Có được nhận ngay đâu. Từ từ. Hết rồi. Con. Hết rồi. Cái nữa. Đấy hay đấy làm gì? Còn hai nữa quên. Lại còn mặt sau nữa cơ. À quên. Ghi rõ họ tên lên ra cái. Sao lại phải thế? Chị kế toán nói thế. Chứ mình đã xấu chứ. Thôi ra tiền ra của được rồi. Không cần viết xấu đây. Alert là cái này là mức 3 đúng không? Cái này là mức 2. Và cái này là mức 1. Và phải if thêm một cái nữa. Lương mà nhỏ hơn bằng 9 thì alert ra không. Theo các bạn, cách của tôi và cách này, cách nào nhanh hơn? Nhanh hơn không phải là ở chỗ là chúng ta viết nhanh hơn, mà nhanh hơn ở chỗ là máy tính nó phải tính nhiều hơn. Máy tính càng tính ít phép tính thì nó sẽ chạy càng nhanh hơn. Theo các bạn là cách nào? Cách nào? Cách kia hay cách này? Vì sao lại là cách kia? Rồi sao cách kia lại là một lần? Cách này là mấy lần là như nào? Hả? Là sao? Chưa hiểu. Hả? Cách mà tôi giải lúc đấy, cách đấy người ta gọi là tối ưu hơn. Vì sao nó lại là tối ưu hơn? Bởi vì như sau. Đưa theo cách này nhá. Đưa theo cách này thì các bạn thấy này. Phép toán nó phải tính, nó luôn luôn phải tính là ba phép toán. Đúng chưa? Nó phải tính là ba phép toán đây, bất biết là lương là bao nhiêu nhưng vẫn phải tính ba cách. Đúng chưa? Còn if else thì nó vẫn thế, if nó vẫn vậy. Đúng không? Nó chỉ là phép so sánh thôi, vẫn thế. Nhưng mà nếu mà làm được cách của tôi á thì luôn luôn máy tính nó chỉ phải tính một phép tính thôi. Hiểu chưa? Nó chỉ tính một phép tính thôi. Rơi vào trường hợp nào thì nó tính cái phép tính của trường hợp ấy. Chứ còn ở đây các bạn sẽ thấy là nó tính theo là cả ba trường hợp nó phải tính hết, sau đó nó mới hiển thị ra. Hiểu vấn đề chưa? Đó. Cái này nó liên quan đến cái vấn đề người ta gọi là performance. Tức là hiệu năng của bài toán đó là nếu mà chúng ta làm cái giải thuật đấy, tức là như này còn giải thuật này, thì nếu mà chúng ta làm có cái giải thuật nào đấy làm cho máy tính nó phải tính ít cái phép toán đi thì tốc độ của giải thuật sẽ nhanh hơn so với cái việc là các bạn bắt máy tính phải tính nhiều phép toán. Được chưa? Cho nên cách này không tối ưu bằng cái cách lúc nãy tôi làm. Thì thế cho nên tôi bảo là một bài toán có rất là nhiều cách làm.
Nhưng chúng ta nên tìm cách một cách nào đấy mà nó có ý nhất. Được chưa? Bởi vì sau này á, các bạn đang nghe cái từ đệ quy bao giờ chưa? Nghe cái từ này bao giờ chưa? Cái quy hồi bao giờ chưa? Nghe bao giờ chưa? Nghe rồi đúng không? Cái quy hồi hay là cái đệ quy á, nó liên quan đến một cái vấn đề, đó là chúng ta viết một câu lệnh, nó cứ chạy đi chạy lại, thậm chí là nó chạy vô hạn luôn, không bao giờ nó dừng lại. Thì cái cách đấy á, tôi có một bạn sinh viên trước mà trước từng đi làm và về trường hỏi tôi, đó là quá cái vấn đề, đó là bạn làm vấn đề như này, đó là bạn ấy có 100 cái bản, 100.000 bản ghi trong cái cơ sở dữ liệu, bây giờ phải đệ quy nó, phân cấp 12 tầng, nó mỗi một lần nó đệ quy như vậy, máy tính nó xử lý 30 phút nó mới trả ra dữ liệu cho người ta nhìn được, hiểu không? Do đó nếu mà chúng ta không làm cái giải pháp tốt thì nó sẽ dẫn đến cái tình huống đấy, đó là hệ thống chạy rất chậm, chậm cực kỳ luôn, được chưa? Còn nếu các bạn nào mà làm giải pháp tốt hoặc có những cái phương pháp hay thì thậm chí là 30 phút kia thôi chỉ giải, nó chỉ chạy khoảng vài giây, chuyện rất bình thường. Và tôi từng gặp một chị, đấy là chị gọi là làm ở bên CETA đấy, chị là chuyên gia công nghệ của, có nghĩa là chuyên gia công nghệ đối tác của Amazon. Có một bài toán nét Việt Nam làm việc với query user vào tầm khoảng 10 phút nhá. Đấy, nét đi làm thì đấy rồi đấy, 10 phút mới ra kết quả, bán rồi nó sửa lúc rơi khoảng chưa đến 2 giây. Đó. Do đó là chúng ta phải học và tích lũy làm sao nghĩ trong cái quá trình học ấy, luôn luôn tìm ra cách nào để cho máy tính nó hoạt động một cách tối ưu nhất, chứ không phải là để dạng hoạt động kiểu dạng như tay to nhất, thì thế là chết, được chưa? Đấy, thì là chúng ta dừng cái việc luyện tập về IFL ở đây, chúng ta sẽ sang phần khác. Chúng ta sang phần tiếp theo về lý thuyết, đó là về vòng lặp và mạng, kiểu dữ liệu tiếp theo của chúng ta luôn, đó là về vòng lặp và mạng. Vòng lặp là gì? Vòng là gì? Vòng là vòng tròn, lặp là lặp đi lặp lại, thế thôi. Thì bây giờ trong cái việc chúng ta làm á, thì rất nhiều trường hợp nó phát sinh ra, đó là tôi muốn lặp đi lặp lại một việc nào đó nhiều lần cho đến khi nào thỏa mãn cái điều kiện, không lặp tôi được thì thôi. Ví dụ đơn giản như thế này, bây giờ tôi muốn là đếm từ 1 đến 100 con số log, từ 1 cho đến 100 và tôi hiển thị ra ngoài thôi. Các bạn làm cách nào? Như hiện tại là các bạn sẽ viết con số log 100 lần, sau đó là chúng ta mỗi một con số log thì chúng ta thay đổi ra 10 lần, đúng chưa? Đúng không? Thì tôi có cái giải pháp khác nhanh hơn mà nó chỉ tốn mấy dòng code thôi, nó tối ưu hơn rất là nhiều so với cái cách chúng ta làm. Đó, chúng ta thực hiện một cái vòng lặp nào đấy, chúng ta cứ con số log liên tục và tôi có một cái biến đếm, mỗi vòng lặp tôi cộng một đơn vị cho cái biến đếm đấy và tôi lốc nó dọc, có được không? Thì chúng ta sẽ có cái vòng lặp loại đầu tiên là chúng ta có loại vòng lặp là while, điều kiện có một vòng như thế này, được chưa? Ở trong này là một phép toán điều kiện, thì nếu vẫn cái điều kiện này vẫn còn trả về đúng, đấy nhá, nếu cái điều kiện này vẫn còn trả về đúng thì các cái câu lệnh được viết ở trong cảm xúc vòng này vẫn còn được chặn, cho đến khi nào cái điều kiện này trả về sai thì nó sẽ dừng vòng lặp này lại, nó chạy ra ngoài, hiểu không? Hiểu vấn đề không? Đó, đấy là cái khái niệm về vòng lặp đầu tiên chúng ta học, đó là vòng lặp while. Thì chúng ta thử như sau. While loop. Đây. Tôi đơn giản thôi, muốn hiển thị ra 100 câu lệnh con số log. Chúng ta sẽ có cái loại vòng lặp đầu tiên, đó là vòng lặp while. While điều kiện ở trong này. Thì ở trước khi vào vòng lặp while tôi có một cái biến là var cao bằng 0. Được chưa? Var cao bằng 0.
Đây là một biến nó mang giá trị là loại kiểu dữ liệu của nó là gì? Kiểu dữ liệu của cái biến cao này là gì? Số, chuỗi, boolean hay là null? Số, đúng nhá. Thì chúng ta có while cao, trong trường hợp cao còn nhỏ hơn hoặc bằng 100. Và cao nhỏ hơn 100. Nếu cao còn nhỏ hơn 100 thì tôi sẽ thực hiện cái việc đó là cao này nó sẽ bằng cao cộng 1 và console log ra chính nó. Có được không? Có được không? Đầu tiên cao bằng mấy? Không. Vào vòng while kiểm tra điều kiện cao bằng 0 có nhỏ hơn 100 không? Có đúng không? Vào trong cao sẽ bằng chính nó cộng 1, 0 cộng 1 bằng mấy? 1. Console log ra 1 đúng không? Sau đó lại vòng ngược lại. Đến lúc này cao bằng mấy? 1. 1 có nhỏ hơn 100 không? Lại tiếp tục vào trong là cao lại bằng 1 cộng 1 bằng mấy? 2. 2 là lại console log ra bằng 2. Cho nên cứ thế chạy cho đến cao bằng 99. 99 có nhỏ hơn 100 không? Lại cao bằng cao cộng 1. Đến lúc này cao bằng 100 và console log ra 100. Sau đó tiếp theo một vòng lặp nữa, đó là đến lúc đấy cao bằng 100 thì có thỏa mãn cái điều kiện cao nhỏ hơn 100 không? Không, bởi vì nó bằng 100 rồi, nó không thỏa mãn cái điều kiện là cao nhỏ hơn 100 nữa, cho nên là nó sẽ thoát khỏi vòng lặp này đi ra ngoài. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ thử chạy cái kết quả nó sẽ như thế nào. Open in browser, chúng ta mở cái Ctrl Z này lên. Có đúng là từ 1 cho đến 100 không? Đúng nhỉ? Hiểu cái vòng lặp này chưa? Là vòng lặp đầu tiên của chúng ta là vòng lặp while, nó sẽ chạy một cái điều kiện nào đó. Sau đó nếu điều kiện này trả về true thì tất cả các câu lệnh nằm ở trong vòng while này sẽ được thực thi. Đúng chưa? Sau đó nếu nó cứ chạy như vậy cho đến bao giờ là cái vòng lặp này, cái điều kiện của chúng ta không thỏa mãn nữa thì nó sẽ thoát vòng lặp đi xuống dưới. Được chưa? Đấy là khái niệm về vòng lặp. Vẫn cái bài toán này, tôi yêu cầu các bạn chép bao nhiêu? Chép đi. Sau đó sẽ có một bài tập ngay đây. Bài tập đơn giản thôi. Tìm tất cả những cái số từ 1 đến 1000 chia hết cho 3. Chỉ lớp những cái số nào chia hết cho 3 thôi. Từ 1 cho đến 1000. Tí nó cứ điên lên cho 1 triệu. Thậm chí 1 tỷ. Cho nó chẳng được một bao lâu. Cẩn thận nha, dừng cẩn thận nha. Vòng lặp dạng while này là vòng lặp không biết trước số lần lặp, cho nên là có khi là các bạn nghịch ngu. Nếu các bạn nghịch ngu ấy thì là nó sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Nói thật đấy, nếu các bạn chỉ đơn giản là truyền thay cái điều kiện này này, thay cái điều kiện này bằng một chữ true thôi, hiểu không? Thay vào đây một chữ true thôi thì là nó cũng chạy cho đến bao giờ máy của bạn hết RAM rồi thôi, hiểu chưa? Hoặc cái vấn đề thứ hai đó là nếu các bạn chỉ cần cao nhỏ 100 này, nhưng mà trong đây các bạn quên mất các bạn không xét lại giá trị cao cộng lên như này này thì luôn luôn cao bằng mấy? Bằng không. Cho nên nó chạy cho đến bao giờ máy các bạn hết RAM thì nó sập thổ hoặc là treo. Thế nên là dùng cẩn thận. Các bạn vòng lặp này rất dễ xảy ra tình huống là vòng vô hạn. Thế là cái khỏi đầu máy thì dùng cách thôi.
tôi đã cảnh báo rồi. Và cái đầu phần trăm cái đó, 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 cái đ
Làm nào? Nhét ít vào trong này. Chúng ta sẽ có như sau. Nếu cao phần trăm cho 3 bằng 0 thì mới có số log. Thế đó. Sổ này á. Thế á. Sai. Chia lấy dư cơ mà. Đúng chưa? Còn đây là chia lấy giá trị. Được chưa? Đây kết quả đây. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, tiếp. Gì nhỉ? Cái này chúng ta hoàn toàn có thể là mà thôi được rồi, tôi dạy tiếp ạ. Thì chúng ta có vòng, cái loại vòng lặp đầu tiên của chúng ta là vòng lặp K ở Y này nhé. Y điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy vào trong, được chưa? Thì bao giờ hết thỏa mãn điều kiện thì chạy hết xuống dưới. Nếu bạn có bạn nào chưa rõ cái này không, nó cứ thế nó chạy vào, được chưa? Tiếp. Ngoài vòng lặp Y ra, chúng ta có loại vòng lặp khác như sau. Y. Đây là vòng lặp thứ hai. Đó là ở trên này nó không chạy cái điều kiện đó, nó kiểm tra điều kiện gì cả. Nó cứ chạy vào đây đã. Được. Các câu lệnh ở trong này sẽ được chạy, luôn luôn được chạy ít nhất một lần. Được. Sẽ được chạy ít nhất một lần. Sau đó hết vòng lặp đầu tiên nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện còn thỏa mãn
bạn vòng một bên trên, rồi lại chạy, rồi lại kiểm tra điều kiện. Cái loại này là loại vòng lặp là kiểm tra điều kiện sau, được chưa? Thì với cái vòng quay này thì chúng ta nhớ một điều đó là luôn luôn chạy trước một lần, sau đó mới kiểm tra điều kiện, được chưa? Hai cái loại vòng lặp quay và vòng quay, hai cái loại này nó đều thuộc, hai cái loại vòng lặp này thuộc cùng loại, đó là vòng lặp không biết trước số lần lặp. Mà nó bởi vì sao không biết trước, bởi vì nó rất dễ xảy ra tình huống là chúng ta sẽ có vòng lặp vô hạn. Nếu bạn nào thích có thể xét vào đây cái y này với điều kiện là chung, thử xem nó chạy đến bao giờ nhá. Còn có một loại vòng lặp khác nữa, đó là loại vòng lặp biết trước số lần lặp, đó là loại vòng lặp for của chúng ta. Đây là hai loại đầu tiên. Loại thứ ba, loại thứ ba đó là vòng lặp for, for trong này. Cái loại vòng lặp for này thường được dùng nhiều hơn, nó phổ biến hơn so với là hai vòng lặp kia. Thì chúng ta có for thường thường người ta sẽ để này là y, hiểu không? Y là một cái biến thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Y bằng không, sau đó y nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng một con số nào đấy, sau đó là y cộng cộng, y cộng cộng, y cộng cộng tương đương với y bằng y cộng một, được chưa? Tức là nó sẽ cộng lên một đơn vị và các cô lệnh nằm ở trong này của chúng ta, được chưa? Ví dụ như sau, cái vòng lặp này sẽ dịch ra như sau, đó là đầu tiên ba y bằng không, y nhỏ hơn 100 này cả, được chưa? Không có nhỏ hơn 100 đâu, có, nó sẽ chạy cái lệnh này một lần, sau đó sau khi chạy hết câu lệnh này nhá, nó sẽ cộng y lên một đơn vị, đến lúc này y bằng mấy, một lại kiểm tra cái điều kiện, một có nhỏ 100 không, có lại chạy vào, chạy hết lại cộng một đơn vị, được chưa? Cái cú pháp của nó sẽ như sau: ba y bằng không chấm phẩy, y nhỏ hơn một con số, sau đó là lại chấm phẩy và y tiến hành cộng cộng, được chưa? Sau đó là các câu lệnh cốt của chúng ta làm như thế này, hiểu chưa? Đây là loại vòng lặp thứ ba, vòng lặp for. For này được gọi là for tiến. Chúng ta còn dùng lại for lùi nữa, thì cái đấy tí nữa chúng ta đến với cái phần kiểm tra cái này đã, được chưa? Bài tập của cái này đã, tôi tạm thời comment cái này vào. Ví dụ chúng ta có một chuỗi và str bằng, tôi viết tùm lum giá trị ra đây, được chưa? Bây giờ tôi muốn lấy và hiển thị từng phần tử một ở trong cái chuỗi này, được chưa? Lấy ra từng ký tự một, ví dụ đầu tiên tôi hiển thị A này, sau đó tôi hiển thị L, S, K, D, G, F, A gì đấy, từng phần tử một, được không? Thì tôi sẽ phải làm nào? Có làm được không? Thì nếu mà để làm cái việc này, tôi có cách như sau. Đầu tiên tôi phải lấy ra độ dài của cái chuỗi này đã. Độ dài của chuỗi tương đương với lại số lượng ký tự nằm trong chuỗi, được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau: str.len, str.len, tôi console log ra str.len, được chưa? Chúng ta sẽ có kết quả như này, bằng 50 mấy? 53 ký tự. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chứng minh là cái này đúng bằng việc là tôi sẽ viết cái gì đấy ngắn hơn. Đây là 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, được chưa? 10 ký tự, đúng 10 chưa? Đấy, cái string, cái biến là chuỗi chấm len là nó trả về số lượng ký tự nằm trong chuỗi, kể cả ký tự đặc biệt và dấu cách cũng trả luôn. Đây, bây giờ lên 11 đúng không? Đúng chưa? Được chưa? Bây giờ bài toán của tôi đặt ra đó là bước đầu tiên là hiển thị từng phần tử một ở trong chuỗi này, đúng không? Thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta thử nhá. Tôi vẫn console log string là str này, đóng ở ngoặc vuông này, ô số 0, là ô số 0, thì chúng ta xem nó ra cái ký tự gì nhá. Ký tự gì? Có phải là cái đầu tiên không? Đúng chưa? Tôi hiển thị cái thứ 10 thì nó sẽ là ký tự gì? T.
T. Biết vì sao không? Đây, trong việc lập trình của chúng ta, trong việc lập trình của chúng ta nó phân biệt ra hai cái giá trị, hai cái số đếm. Một số là số index, là cái số định danh. Cái số này gọi là số định danh index. Thì các cái số index của chúng ta ở trong chuỗi A, B, C này chẳng hạn, thì các ký tự này nó có luôn luôn là được đánh dấu bằng một cái thứ tự index. Đó là ví dụ cái A này là index bằng 0, cái B này index bằng 1, C index bằng 2. Được chưa? Còn có một cái nữa là cái số len. Số len tức là số đếm. Đếm thì phải bao giờ người ta sẽ đếm từ mấy? Từ 1. Được chưa? Do đó cái số len này ví dụ trong chuỗi ABC len sẽ bằng mấy? Đúng không ấy? 3. 1 đúng không? 3 ký tự thành 1, 2, 3 đây. Đúng chưa? Còn cái số index này là số định danh từng ký tự một trong chuỗi. Đúng chưa? Do đó cái số index này luôn luôn nhỏ hơn số lớn nhất của index, luôn luôn nhỏ hơn số len này một đơn vị. Đúng chưa? Ví dụ tôi muốn lấy cái phần tử B này ra, nó ở index số mấy? Số 1 đúng không? Thì tôi ví dụ cái chuỗi này ABC của tôi bằng cái tiếng FR nhé. Để lấy ra được cái số cái chữ B này thì tôi sẽ phải là FR đóng mở ngoặc vuông. Được chưa? Và tôi viết cái số index của nó ra, ví dụ chữ B này ở index số mấy? Số 1 đúng không? Tôi biết ở đây là số 1 thì nó hiển thị chữ B này. Được chưa? Nếu tôi muốn lấy chữ C thì phải index số mấy? 2. Được chưa? Hiểu chưa? Có ai không hiểu không? Giơ tay để giải thích lại. Hiểu hết rồi đi. Rồi, hỏi đi. Rồi, ok, cảm ơn nhá. Đây, chúng ta có cái kiểu dữ liệu là string đúng không? Là kiểu dạng chữ đấy, text đấy. Được chưa? Biết cái này rồi thì đúng không? Cái loại thứ hai nữa là chúng ta có cái mảng là cái array. Đây là loại mảng. Thì hai cái này chúng ta có cái thằng này, nó có phần tử từ A, phần tử A, phần tử B, phần tử C, phần tử D, phần tử E. Ví dụ trong một chuỗi nó gồm như này. Được chưa? Còn trong mảng thì nó cũng chia ra các phần tử là 1, 2, 5, 9, 10, 100 gì gì đấy. Được chưa? Hai cái loại dữ liệu này của chúng ta ấy, thì bây giờ nếu chúng ta có nhu cầu là lấy từng phần tử ra một, nếu như bình thường các bạn không thể nào lấy được là chữ C không ở trong cái chuỗi này ra, đúng không? Hay là các bạn lấy đúng phát cái số 9 ra khỏi cái mảng cái chuỗi ở cái mảng này rồi, được chưa? Thì tạm thời cái mảng này bỏ qua đã, chúng ta chưa học. Nhưng mà tôi nói để sau này cái mảng chúng ta tương tự, được chưa? Thì hiện tại chúng ta không có cách nào để lấy ra cái chữ E này hoặc là chữ C để khỏi mảng này rồi, đúng chưa? Để giải quyết bài toán gì? Đơn giản thôi. Tôi muốn tìm được tất cả các cái chữ nguyên âm ở trong cái chuỗi, một chuỗi bất kỳ, thì có làm được không? Đúng chưa? Cái để giải cái bài toán là lấy ra đếm số lượng ký tự nguyên âm ấy, thì chúng ta phải biết được là trong cái chuỗi này nó gồm có những cái phần tử nào để kiểm tra xem nó có phải là nguyên âm hay không, đúng không? Biết nguyên âm là gì không? Là bề ngoài đấy. Được chưa? Là U, E, O, A, I. Đây là những cái chữ cái là nguyên âm. Thì bây giờ tôi có một cái đơn giản mà tôi muốn kiểm tra xem trong cái chuỗi này của cô là có bao nhiêu chữ nguyên âm. Biết được không? Chỉ còn một cách duy nhất, đó là tôi phải kiểm tra từng phần tử một. Đúng chưa? Sau đó tôi so sánh với cái chuỗi này. Được chưa? Nếu nó giữ cái ký tự tôi đang xét nó bằng một trong những cái ký tự của nguyên âm này thì tôi mới cộng cái đơn vị số đếm của tôi lên. Được chưa? Do đó tôi có nhu cầu là tôi muốn biết từng phần tử một ở trong cái chuỗi. Được chưa nhỉ? Thì để làm được cái việc đó thì chúng ta phải dựa vào cái số, một cái số người ta gọi là số index, là cái số định danh, chỉ số định danh ở trong lập trình. Được chưa? Mỗi một ký tự trong chuỗi nó sẽ được định danh bằng một con số bắt đầu từ số 0, còn số cuối cùng thì không biết. Được chưa? Ký tự bắt đầu bao giờ cũng là ký tự số 0, còn cái ký tự kết thúc thì chúng ta không biết được, chỉ có thể biết được bằng cái len nó trừ đi một thôi. Hiểu chưa? Thì ở đây chúng ta có cái số index này, ký tự bắt đầu là ký tự A thì ký tự bằng 0, ký tự B là ký tự thứ hai thì bắt đầu bằng sẽ có định danh là số 1, 2, 3 và 4. Được chưa? 4 số index
À, nạn dưới đây bắt đầu từ 0 cho đến 4. Nhưng mà chúng ta còn có một cái đơn vị nữa là độ dài của chuỗi. Độ dài của chuỗi như lúc nãy tôi vừa demo thì độ dài của chuỗi nó sẽ bằng tổng số ký tự nằm trong chuỗi. Đúng chưa? Thì ở đây có mấy ký tự? 5 ký tự, đúng không? Thì chúng ta có cái độ dài là len. Thì nó sẽ bằng 5. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cái việc đó, tôi lấy ra từng phần tử một ở trong cái chuỗi này, tôi hiển thị ra ngoài. Có được không? Hiểu được không? Bây giờ nhu cầu tôi chỉ là đơn giản là lấy từng phần tử trong chuỗi vứt ra ngoài, thế thôi. Thì chúng ta sẽ có cách làm như sau. Ví dụ tôi để đây là ABC đi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P gì đấy. Được chưa? Một chuỗi bất kỳ. Sau đó tôi lấy ra cái chữ G này. Tôi lấy ra cái chữ G này. Đây, cái chữ G đây. Thì theo các bạn tôi phải lấy ra STR ở phần tử thứ bao nhiêu? Thứ mấy? 6 á? Chữ G. G là mấy? Nào, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chữ. Độ dài đâu, tôi lấy muốn lấy chữ G. Tôi muốn lấy chữ G thì nó là ở số 6. Đúng chưa? Đó. Thế bây giờ tôi muốn lốc ra hết tất cả các ký tự ở trong cái chuỗi này. Thì tôi phải dùng cái này. Nên dùng chứ không phải là phải dùng. Được chưa? Thì tôi có va y bằng 0. Sau đó y nhỏ hơn là cái str.len. Str.len ở đây chúng ta bằng bao nhiêu? Str bằng bao nhiêu? Str.len. Thì chúng ta phải đếm là 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, đúng chưa? Thì như vậy thì là y sẽ chạy từ 0 cho đến bao nhiêu? 16. Nhỏ hơn mà. Đúng chưa? Nhỏ hơn 17 cho nên nó sẽ dừng lại ở con số 16. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có là console log ra cái str ở phần tử thứ y. Có được không? Y vòng lặp đầu tiên bằng mấy? Bằng mấy? Y ở vòng lặp đầu tiên bằng mấy? 0. Đây như và y bằng 0. Đúng chưa? Và y bằng 0 cho nên y ở cái vòng lặp đầu tiên nó sẽ bằng 0. Mà str ở phần tử thứ y tương đương với str ở phần tử số 0. Không. Thế sao cứ 1 thế nhỉ? Y đang bằng 0 đã chạy đến vòng lặp thứ 2 đâu mà bằng 1. Được chưa? STR ở phần tử thứ y thì vòng lặp đầu tiên thì nó sẽ bằng 0. Thì STR ở phần tử số 0 thì nó sẽ là chữ gì? A. À, được chưa? Sau khi lốc ra chữ A rồi thì y sẽ được cộng cộng lên, tương đương với y cộng thêm một đơn vị. 0 cộng 1 bằng mấy? 1. Đến lúc này y bằng 1 rồi thì STR ở phần tử số 1 thì sẽ là chữ gì? Đúng rồi. Cho đến bao giờ nó gặp cái số y bằng 16 tương đương với cái chữ P này thì nó lốc ra được cái chữ P cuối cùng và y cộng cộng lên bằng 17. 17 thì không thỏa mãn cái điều kiện là y nhỏ hơn 17 nữa. Đúng chưa? Thì nó sẽ không hiển thị cái gì nữa, không chạy vòng lặp nữa. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra xem. Đây. Alo. Vẫn trong 68 gì? Ok, ok. Được chưa? Giải thích thì lâu, nhưng mà máy nó thực thi thì nhanh lắm. Được chưa? Các bạn thấy tôi đã lấy được tất cả những ký tự nằm trong chuỗi này ra chưa? Được chưa? Đó. Thì chúng ta có cái vòng lặp là từ y bằng 0 cho đến str.len là bằng từ 0, chạy từ 0 cho đến 16. Được chưa? Bởi bằng 17 thì nó đã không thỏa mãn điều kiện rồi, cho nên nó không chạy được nữa. Được chưa? Các bạn làm đi. Bây giờ thay cho cái chuỗi của tôi thì str các bạn bằng một cái prom. Các bạn nhập ký tự bất kỳ vào. Có được không?
Được chưa? Xong chưa? Bài luyện tập nhá. Kiểm tra trong chuỗi này xem có bao nhiêu chữ A. Trong một chuỗi bất kỳ, ví dụ như str của tôi nó sẽ bằng cái prom. Nhập một chuỗi bất kỳ. Được chưa? Nhập một chuỗi bất kỳ. Sau đó kiểm tra xem trong chuỗi này có bao nhiêu chữ A. Thì làm như thế nào? Nhập một chuỗi bất kỳ, sau đó kiểm tra trong chuỗi đó có bao nhiêu chữ cái A. A thường nó không cần biết, không phải A hoa đâu. Làm như nào? Làm đi. Được chưa? Làm nào?
Ai làm ra chưa? Đếm số ký tự A có trong chuỗi do mình nhập vào. Bạn Nam ngồi cuối cùng tí nữa lên sự chữa nha. Cái tội lúc nãy xem Facebook. Yên tâm tôi còn soi nhiều. Trong 3 phút nữa. Bài này chỉ giải 3 phút là xong. Bây giờ đến 3:20. Vẫn như này, các mỗi cái là if thôi. If str ở phần tử giữ y bằng a thì có thêm một cái biến đếm nữa, cộng một đơn vị của nó lên là xong. Quá đơn giản. Ở ngoài có biến đếm giống như cái 3k ở trên thì cũng khác gì luôn. Rồi, lên chữa nào. Bạn ngồi dưới cùng. Tên gì? Lộc. Xử lý thôi. Chưa được á? Thế mà vẫn còn ngồi chơi Facebook được không ạ? Lớp trưởng đâu? Thu tiền. Cẩn chưa? Con cá to vật ở đây. 10.000. Sao? Có ai giải được không? Gợi ý này. Tạo một cái biến cao bằng không ở ngoài, sau đó chọn vùng lặp. Nếu kiểm tra nếu cái xuyên ở phần tử giữ y mà nó bằng với cái chữ cái a thì sao? Thì cao này bằng cao cộng một lên hết vòng lặp thì ở ngoài alert ra có bao nhiêu chữ cái a là xong.
ta mới thử theo đúng không? Đọc đấy cô hiểu nữa thì thôi thua rồi. Bằng ký tự A ký tự viết như thế nào? Đúng rồi. Ngáo ngơ này. Kép so sánh nhau. Cao bằng cao cộng 1 bằng chính nó cộng 1 phát của nó lập ra ngoài của nó lập thì mới hiển thị ra gì? Đâu là ra ngoài của nó? Đúng rồi. Rồi, chạy đi. Đúng chưa? Đúng không? Quá nhắn quẹt luôn. À, có cái gì đâu. Nào, FTR, cái dấu ngoặc này là dấu ngoặc gì? Hoặc vuông hay ngoặc ngoặc hay ngoặc tròn? Biến cao bên nào ra? Bỏ ra. Biến cao bên thay đảo đâu? Đi lên bàn sẽ có hiểu gì không? Cho nên nó đúng rồi. Cái biến cao mà không biết ở đâu? Kết thúc một lần cao lớn là gì?
chúng ta chỗ nào nó kết thúc của bạn, đấy là kết thúc của ý. Có nhìn thấy chỉ ở đây có nó cạnh chân đây không, đây chỉ ở đây có cạnh chân này nhìn thấy không? Nhìn suy đâu, nhìn FTR đâu, có nhìn FTR trên bảng trên slide là bằng FTR bằng Chrome nhập một chuỗi rồi, trên nó một này, như này tôi sẽ trả ở lớp sớm đấy nhá, không chịu có học là tư duy thì không làm được cái gì đâu, những cái bài đó là những cái bài cơ bản nhất, các bạn không học được thì cũng chịu thôi, tôi chẳng có cách nào giảng dễ hiểu hơn đâu. Hay là bây giờ phải chuyển sang kiểu giảng là tròn vuông tròn với lại tam giác thì mới hiểu được. Hả? Bằng này 29, 20 tuổi đầu đi đủ tuổi đi tù rồi. Không có chuyện dạy kiểu dạng cấp 2, cấp 3 nữa đâu. Các bạn không hiểu thì các bạn phải tự giác đổ nhiều thời gian vào Google. Rồi đổ nhiều thời gian vào mà luyện tập mà học. Chứ các bạn không học thì tôi cũng chịu, tôi không có cách nào giải quyết đâu. Tỷ lệ lớp này mù chữ về lập trình rất cao. Quay qua quần vào ông này này, hai thằng kia kìa, thằng đeo kính ngồi dưới này, với lại con bé cái gì anh ở dưới kia, hết. Còn lại là mù chữ hết. Không chịu luyện tập thì có mà ngồi mà khóc. Đến sau này đừng nghiệp, đừng lại kêu là em chọn nhầm nghề, các thứ thì ở đấy mà khóc với nhau. Luyện nhiều vào, lên đây không hiểu thì còn thời gian thì hỏi anh Quân ấy, anh hỗ trợ cho. Đấy, lại đi nhìn nhau. Nhìn nó làm gì, nhìn tôi đây này, nhìn lên bảng đây này, vả nó phát. Mày lên bàn 1 ngồi được chưa? Tôi bảo ngồi đâu? Nhìn của nó thì mãi mãi chỉ đi sau nó thôi. Sau này nó hai thằng bằng tuổi nhau học cùng lớp với nhau, nó làm sếp, mình làm thằng nhân viên, chắc sẽ được làm nhân viên. Suy nghĩ kỹ đi, cảm thấy học được tiếp theo. Nếu mà cảm giác mình không học được hay là mình không phù hợp thì tốt nhất là nên chuyển vào ngành khác. Cái này nó có cái gì đâu. Bước 1 là thu thập cái chuỗi. Bước 2 là để lấy ra từng phần tử trong chuỗi. Đã lấy ra được từng phần tử rồi thì kiểm tra luôn. Đây tôi có một cái biến va cao bằng 0. Đây là số đếm. Đếm nó có bao nhiêu phần tử thì tôi sẽ đại diện bằng cái biến cao này. Sau đó ở trong này tôi sẽ có là nếu cái phần tử đang được xét, tức là phần tử trong chuỗi ở vị trí thứ y mà nó bằng với lại cái chữ cái A thì cái cao nó cộng một đơn vị lên. Sau đó thoát khỏi vòng lặp là mình đã quét hết toàn bộ chuỗi rồi, đếm được hết tất cả có bao nhiêu chữ cái A rồi thì mình mới alert ra là có tất cả cộng với cái biến cao cộng tiếp với lần chữ cái A trong chuỗi. Thế là xong. Có cái gì vất vả đâu. Ba cái dòng code. Đây. A 1 2 3 A là mấy chữ A? 4. Đúng chưa? Có cái gì khó khăn đâu mà có vẻ vất vả vậy. Được chưa? Bài tập về nhà vẫn là cái bài nhập chuỗi này. Đếm xem có bao nhiêu chữ cái là nguyên âm. Đấy là một cái. Và tìm ra bao nhiêu nguyên âm A, bao nhiêu nguyên âm U, E, I. Từng cái một. Ví dụ như A trong chuỗi này có 2 cái, U có 3 cái, E có 1 cái, O không có cái nào,
y có 5 cái chẳng hạn thì phải liệt kê hết rồi, lốc hết ra. Được chưa? Cho một chuỗi bất kỳ nhập vào từ from. Thứ nhất, yêu cầu 1, lớp trưởng ghi vào nha. Yêu cầu 1 là đếm xem có bao nhiêu nguyên âm. Trong số lượng nguyên âm đấy, chữ u có bao nhiêu phần tử? À, chữ u có bao bị lặp bao nhiêu lần? Chữ e bao nhiêu lần? Chữ o bao nhiêu lần? A bao nhiêu lần? Y ngắn bao nhiêu lần? Đấy, lốc hết ra. Hả? À, lớp hay lốc của tùy. Thích làm cách nào làm. Cộng thêm một cái nữa là vẽ flowchart cho cái bài đấy. Các bạn được nghỉ đến tận thứ 3 cơ. Cho nên không có lý do gì không làm được. Hả? Đổi rồi còn gì? Đổi sang thứ 3 còn gì? Gì? Tôi mang lên lớp tôi kiểm tra. Đến hôm đấy tôi khắc tôi đến từng người mà tôi kiểm tra. Không phải nộp, nộp có bao nhiêu đến nộp đâu. Được chưa? Đấy là bài tập về nhà ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta học qua mấy loại vòng lặp và luyện tập. Là vòng lặp while, vòng lặp do while và vòng lặp for. Cơ bản. Cũng như là khái niệm về index, khái niệm về length. Về nhà cố gắng luyện tập đi, từ đầu đến giờ qua 7 buổi rồi là chúng ta có rất là nhiều kiến thức rồi. Mà những cái kiến thức cơ bản như thế này mà các bạn không trang bị được cho mình ấy thì từ sau đừng hòng học được cái gì. Không làm nổi cái gì đâu. Cho nên là những cái khái niệm cơ bản như này phải nắm được, bắt buộc phải nắm được, không nắm được thì thôi. Tôi nghĩ là nên chuyển ngành. Được chưa?